Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi xin nói về một cái vấn đề, đó là cái con đường phát triển mà nó trường tồn với đầu tư trong chứng khoán. Thì con đường này nó phát triển như thế nào? Chúng ta sẽ vào từng một nha. Đầu tiên thì tôi có một cái trang cà phê app như thế này. Và các bạn kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới, các bạn xem hộ tôi. Số EBS BE vâng. Chỉ số BE thì ta quan tâm là ta đặt nó ở mức 10 là vốn vâng. Ở mức 10 vâng. Mà ở đây là ta xem này, cái công ty này là công ty gì? Đây là công ty cổ phần dệt may của Home. Và công ty này là chỉ số BE của nó hiện tại là đang 3.68, tương đối ổn. Còn cái EBS này chính là gì? Thì tại sao mà chúng ta phải để ý đến hai cái chỉ số này? Thì đầu tiên là cái chỉ số này, đúng không? Chỉ số này nó là cái chỉ số lợi nhuận, là thu nhập trên cái mỗi cái cổ phiếu của chúng ta. Và như cái biểu đồ trong này là nó có EPS cơ bản của nó là 0,87, EPS cao đoạn là 0,87 luôn, đúng không? Đấy. Thì cái chỉ số này, cái chỉ số mà để mà tính toán được cái chỉ số EPS ấy, thì nó là thu nhập ròng từ được cổ tức cổ phiếu ưu đãi chia cho cái số lượng cổ phiếu mà đang lưu thông trên trên thị trường của công ty là nó ra, đúng không? Ở đây là nhìn vào này, thấy hệ số BE là 3.68. Thì cái chỉ số BE này nó là hệ số giá trên thị trường. Và ta quy định là tất cả mấy mốc người không, nếu mà nó dưới 10, là cổ phiếu này nó đang nghẹn, đấy, mà nếu nó lên 10, thì cổ phiếu này đang nghẹn. Để cho được cái chỉ số này trong cái trường hợp này BE là 3.68 và bốn, và dựa trên cái cổ phiếu ấy, thì ta sẽ thấy là cái chỉ số BE này vai trò của nó đóng vai trò là mối quan hệ giữa cái thị trường và cái thu nhập của một cổ phiếu, giá thị trường và thu nhập của một cổ phiếu. Cái chỉ số BE này nó bằng là B chia cho EBE, trong đó B là cái giá bán của CB trong thời gian dài, của cái cổ phiếu trong thời gian dài, còn EPS là lợi nhuận phần trăm sau thuế mà công ty chia lên một đó, đúng không? Đây bây giờ chỉ số E này, để ta xem thử là cái cổ phiếu này là ổn chưa, đúng không? Bây giờ trên cái EPS này,
cái mục mà BE tương đương này là EBE tương đương này để so sánh giữa giá trị của nó so với cổ phiếu hiện thời như thế nào thì nó là BE tương đương dùng để mà chúng ta so sánh cái nó giao dịch không chủ động để so sánh với các chỉ số khác tính được giá trị thật của nó như thế nào này. Chúng ta xem cái công ty có kỳ nào ACR chẳng hạn, công ty xuất nhập khẩu thủy sản Long An chẳng hạn, để so sánh chỉ số BE của nó. Tại BE nó phải kể 4.41 chứng chứng tỏ là chỉ số BE kia của nó hơi thấp. Chỉ số EBE cơ bản là 1.15 đấy. Ta xem các tương tự của ngoài. Và ở đây thì để mà chúng ta đi đầu tư đừng còn được thì chúng ta con đường mà chúng ta đầu tư đừng còn được đấy, đúng không? Con đường phát triển đừng còn trong cái vấn đề đầu tư ấy, chúng ta phải xét đến cái thông tin tài chính này thì thông thường nó hiện ra 4 quý, các bạn xem 4 quý này để mà chính xác thì theo cái nhìn tôi là chúng ta nên xem theo khả năng. Và một công ty mà nó mạnh, nó phát triển bền vững thì chúng ta phải xem đến 10 năm, chúng ta xem những năm trước này. Đây, xem những năm trước, so sánh cái biểu đồ. Đây, doanh thu của hàng nó giảm dần. Đây, nó tiếp tục tăng lên, nó tăng lên không ổn định cho lắm, đúng không? Như thế thì chúng ta mới đánh giá được dựa trên cái thông tin tài chính này, chúng ta mới đánh giá được cái công ty này nó tốt hay là không tốt, lợi nhuận nó ổn định hay không ổn định. Từ đó chúng ta có thể đưa ra chiến lược đầu tư vào cái chỗ này, đúng không? Mà theo ý của tôi hiện nay thì có những cái công ty mà hiện nay
cho nó. Nếu chúng ta mua 10 điểm thì chúng ta ta bán ra với giá 2-3 điểm thì nó quá nhiều rồi, chúng ta sẽ không bán. Cũng tương tự như vậy, nếu mà bây giờ đúng không? Nhưng mà bạn biết là này,